lắm á. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của CL thứ 7. Và đây là sang của No 1, Chip Boy cầm Catanian. Bãi qua đầu là hơi xấu cho em, nhưng không sao. Điểm số của Tôm đang rất cao. Tôm có mark sao? Không, có lẽ là còn... không, có thể vẫn là mark, bởi vì là điểm số cao này chỉ có điểm số giò thôi. À đúng rồi. Như vậy là bên kia có một Kata và một Roman. Còn mình là một Kata, một Sang. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Sang và xem nó một thi đấu trận này. Em đã đổi màu, lấy cái màu 2 để có thể vâng thay lại cái vận. Chip Boy thì vẫn trung thành với cái màu 6 của mình thôi. Và nhé, theo như thông báo thì đây chính là thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Các game thủ của chúng ta đang rất quyết tâm. Sang đã rất ngon rồi đây, có quả phụ, có voi rồi. Bốn con voi. Và như vậy thì Tôm và Ván Lớp đã đi sai luôn. Có vẻ như một bài nghèo. Vâng, bài của Sang trận này thì quá nhiều hiêu voi. Ván Lớp Tôm đã quyết định là kết thúc sớm. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 7 dành cho cặp đôi Chip Boy và No 1. Chúng ta chờ đến trận thi đấu tiếp theo.